Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Quasa Studio. À, trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ tới các bạn về cách tạo ra drop shadow ở trong Photoshop rất là độc đáo và đẹp mắt. Trước hết, chúng ta sẽ vào file, chọn new. Ở trong phần này, chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới với kích thước là 1920 x với 1080. Ở đây, mình đặt tên là drop. À, ở trong cái phần này, các bạn sẽ bỏ cái tích Apparat đi để chúng ta tạo ra một uh, file đơn thuần. Ở trong cái phần uh, background content chúng ta chọn cho mình là black, tạo ra một file mới. Ở phần file mới này chúng ta sẽ có một cái kết quả như vậy. Bước tiếp theo, các bạn sẽ viết vào đây một đoạn text. Ở cái đoạn text này mình chọn phông chữ đó là to know với style là black black. Cái phông chữ này các bạn có thể uh, tìm nó ở trên uh, mạng internet. Ở đây mình có download cái phông chữ này về. Đây nó chính là cái này Các bạn sẽ thêm phông chữ này vào Sau khi có phông chữ Chúng ta sẽ chọn nó là màu trắng Mình sẽ viết vào đây Với uh, Cắp lốc các bạn nhé Cắp lốc để chúng ta viết chữ hoa Chúng ta sẽ có chữ drop như thế này Các bạn chọn vào Chữ drop Các bạn vào Edit Chọn Free Transform Chúng ta phóng to chữ này ra Sau đó chúng ta ấn Enter Chúng ta sẽ có một layer Tên là Drop nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thiết lập mỗi layer là một ký tự thôi. Do đó chúng ta sẽ chọn sang T. Và chúng ta sẽ để mình chữ R thôi, và chữ D thôi. Tiếp tục, các bạn ấn Ctrl Z trên bàn phím. Thao tác, copy ra, kéo sang bên cạnh. Với D copy, các bạn ấn T và sửa lại thành chữ R. Các chữ còn lại làm y hệt như vậy. Ở trên này các bạn sẽ được như thế này. Chúng ta sẽ sắp xếp các chữ lại để cho nó gọn gàng các bạn chọn layer p và layer d ấn shift chọn layer d chúng ta chọn căn giữa khoảng cách đều giữa các chữ sau khi thiết lập xong chúng ta được chữ như thế này các bạn bôi và chọn sau đó các bạn kéo chữ drop di chuyển lên trên sau khi thiết lập xong, chúng ta sẽ tiến hành đổ màu cho chữ drop này để thêm cái hiệu ứng đặc biệt. Ta chọn chữ D, chọn gradient. Ở trong gradient này các bạn thiết lập màu đen và trắng. Tại phần này các bạn chọn là linear gradient. OG là 100. Chúng ta tạo ra mặt nạ. Sau đó ấn shift và kéo chúng ta được như thế này. Tiếp tục với chữ R, với chữ O và với chữ P. Sau khi mà chúng ta thiết lập xong, chúng ta bắt đầu chọn chữ R. Ấn và kéo vào để các cái chữ nó xếp chồng lên nhau như thế này. Bước tiếp theo là các bạn sẽ nhóm các cái chữ này lại. Các bạn chọn layer một, layer chữ P đến layer chữ D, ấn Các bạn tạo ra new group tại đây các bạn đặt là drop đi các bạn tạo ra một cái drop mới bằng cách ấn Ctrl G trên bàn phím và đặt tên ở đây là shadow đây là cái bóng mình cũng ấn Ctrl Z lại mình cũng đặt tên như vậy thôi còn tùy các bạn đặt tên nhé đây mình để nó bên dưới cái này nó cũng gồm những chữ như này cái này cũng gồm những chữ như vậy. Fusion form này. Sau đó chúng ta ấn chuột phải chọn vertical. Nó đảo ngược xuống và ấn shift giữ kéo chữ này xuống. Chúng ta là một cái bóng ngược như vậy. Để tạo ra cái bóng nó đẹp, chúng ta sẽ tạo mask cho cái group shadow này. Sau đó các bạn sử dụng radian với thiết lập là đen trắng. Và các thông số như vậy Chúng ta sẽ kéo Chúng ta kéo vào phần shadow nhé Các bạn kéo như thế nào mà nhìn nó mờ nó đẹp là được Đó Nó mờ đến như thế này này Sau đó các bạn giảm opacity xuống Tầm 75% Để cho cái Ánh sáng nó mềm đi Và đây là tạo mát cho cả một group Sau khi thiết lập xong Chúng ta sẽ được kết quả như thế này OK và đây là cái kết quả cuối cùng trong bài tập ngày hôm nay kỹ thuật tạo bóng drop shadow ở trong Photoshop trông nó rất là đẹp phải không ạ? Mình chúc các bạn sẽ thực hiện được bài tập này và tạo ra những sản phẩm đẹp mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video khác.